Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới thì khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Công văn đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, chủ động di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong thời gian xảy ra mưa lớn, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.